Rồi, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Ngày hôm nay Minh Sư rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Và gian bếp của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những món ăn thật là ngon, thật là hấp dẫn và khách mời cũng rất là dễ thương. Hãy cùng chúng tôi chào đón khách mời ngày hôm nay quý vị nha. Quý mê gì đúng không ạ? Chạy cái xe mà chạy cái gì kia cùng vậy hả? Đi cái đường đông quốc vậy. Trời ơi, ôi chú. Ủa, em tới rồi nè. Dạ em tới rồi. Trời ơi, ơi, đứng đây. Dạ sao? Cười cái lên coi. Hồi nãy anh đứng đây giới thiệu khách mời đặc biệt là em, chưa giới thiệu tên em mà nghe gì xả ngoài kia vậy đó. Trời ơi anh ơi, không biết thôi. Ở ngoài đó bây giờ 5 giờ mấy kẹt xe dữ lắm. Vậy đông hả? Đúc người ta chạy tới chạy lui chạy mất trật tự giao thông không có ổn định vậy trơn á, khó chịu lắm. Em mới bực mình quá em nói chút xíu vậy thôi. Ủa là cái giọng này lại là của em á hả? Ồ giọng của em á. Ủa vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh muốn nghe lại quá. Hồi sao nãy vậy? Nghe láng thoáng ngoài kia. Anh nghe nó thanh thánh vậy. Ôi trời em quên nó anh nghe biết sao không? Tại vì cái tính em mà nóng lên á, từ cái giọng em tự nhiên nó auto cao liền. À vậy đó hả? Dạ. Vậy giờ anh phải làm cái gì cho em nóng lên đó hả? Ủa anh muốn nghe cái giọng đó đó hả? Muốn nghe, nghe lạ lắm. Không mà em phải bức xúc trong người kìa, em mới tự nhiên cái giọng nó bùng lên à. Anh cho bộ anh rầy em cái. Rầy em cái dạ. Nha. Ngày hôm nay công nhận tới Khẩu Vị Ngôi Sao mà em xấu vậy, sợ chung chung nhanh quá đéo thiệt luôn á. Ủa trời hay quá anh hả? Trời hay quá hả? Trời bất ngờ quá, em cũng không khám phá được cái giọng em kỳ cục vậy luôn á. Dễ thương. Để anh chào mọi người bằng giọng đó thôi. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Kỳ lắm, kỳ lắm, vậy nguyên chương trình ta nhức đầu lắm á. Chào mọi người. Đây là ngôi sao của chúng tôi, đó chính là Quang Trung. Xin chào quý vị khán giả của Khẩu Vị Ngôi Sao. Hôm nay Quang Trung rất là vui khi cùng anh Minh Sù đến với chương trình của chúng ta. Hy vọng là sẽ cùng có những giờ phút thật là vui vẻ và có những món ăn ngon. Hồi nãy giờ là hai anh em á là giỡn với nhau thôi, là trêu với nhau. Tại vì Quang Trung cũng có những cái vai diễn thiện cái giọng cao của mình như thế. Hy vọng rằng ngày hôm nay em sẽ không phải nói cao nữa mà em sẽ nở nụ cười thật là tươi. Dạ đúng rồi, giọng em trầm buồn lắm anh. Không có buồn, vui chứ. Trầm thôi. Dạ. Để thưởng thức những món ăn thật là ngon đến từ những người hâm mộ nấu cho em ăn. Đó chính là điều đặc biệt của chương trình. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với phần đầu tiên, đó chính là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Minh Sơn và Quang Trung xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Có thể nói bây giờ sẽ là giây phút rất là quan trọng, sẽ dẫn tất cả quý vị khán giả cùng Quang Trung đi khám phá chiếc tủ lạnh quyền lực nhé. Yeah. 1, 2, 3 đi. Ừ. Đi bình tĩnh đây đúng không? Đúng rồi. Ôi ôi, tủ lạnh nhà anh đây hả? Không, tủ lạnh nhà chương trình. Bây giờ mở ra có được ăn trong này không anh? Ăn chứ. Cho hỏi, cái món em thích ăn nhất là món gì? Em thích ăn nhất hả? Nói cái này hơi mắc cỡ thiệt á. Sao mắc cỡ? Gì em cũng ăn được hết á. Vậy luôn hả? Những món nào em không thích? Ngày xưa em từng không thích ăn khổ qua, mà sau đó em tập em ăn cho bằng được. Rất là ngon. Đúng rồi. Tốt sức khỏe. Đúng luôn. Trị được bệnh luôn. Đúng luôn. Cho nên là ngày hôm nay hy vọng là sẽ có một món khổ qua cho em. À em nói là em ăn được thôi chứ phải làm thích đâu. Ờ dạ. Dạ đúng rồi. Tự là thích thôi, mở ra biết đâu được trong này sẽ có những cái món lạ lùng. 1, 2, 3. Ô nấm nè, em thích ăn nấm nè. Thích ăn gì? Ô hạt sen, em thích ăn chè hạt sen. Ô như đây làm thích hết luôn. Trong cái tủ lạnh này sẽ có rất là nhiều món mà ngày hôm nay em sẽ được thưởng thức. Đóng lại nha. Ủa vậy thôi hả, không cho em ăn liền hả? Không ăn thì sao được, phải nhờ các bạn người chơi khi đến với chương trình sẽ nấu cho em ăn. Nhưng mà em nghĩ thử lại xem có một cái món ăn nào mà nó gắn liền với tuổi thơ của em hoặc là nó gắn liền với một cái kỷ niệm nào đó của mình không? Em nghĩ là cái món khiến cho em luôn nhớ về gia đình và nhớ về mẹ mình, đó chính là mắm ruốc xào thịt. Trời ơi món này ngon nha. Ngon. Mà sao em lại nhớ tới gia đình? Tại vì chưa bao giờ em đi ăn một cái chỗ nào mắm ruốc xào thịt mà ngon bằng mẹ em làm hết. Wow. Ô mà mẹ em hay lắm anh, em thú thật luôn á. Em chưa thấy người phụ nữ nào mà thú vị như mẹ em. Vậy hả? Mẹ em biết nấu tất cả các món ăn ở các vùng miền trong Việt Nam mình và tất cả những món ăn nước ngoài mà mẹ em đã từng biết qua, từng ăn qua là mẹ em đều nấu hết. Dạ. Tại vì mẹ em luôn luôn có một cái quan niệm là ăn ngoài chi vừa mắc vừa không có vệ sinh, là cái gì cũng làm ở nhà luôn anh. Ngộ lắm. Nói vậy thì tội cho mấy nhà hàng lớn. Thì thực sự đó thì ăn ở nhà thì mình sẽ làm đậm đà hơn, sẽ thì làm đó, nhiều hơn. Kiểu người lớn á anh, cho nên lúc nào cũng muốn là tự tay mình làm đó. Cây nhà lá vườn lúc nào nó cũng ngon hơn, mình ngon miệng và mình ngon cái tinh thần nữa. Đúng rồi. Cho nên là từ những cái món lặt vặt như em ăn như là chè cháo, lòng lề đường hay tới những cái món ăn phức tạp hơn thì mẹ em đều muốn lôi nó về bếp luôn. Hôm nào bếp nhà em cho anh xin địa chỉ. Mẹ em đi nước ngoài rồi. Ôi vậy hả? Dạ. Bây giờ nè, đến với ngay một cái không gian để chúng ta gặp gỡ fan hâm mộ của em.
Ủa có đây ha. Có chứ. Đó chính là không gian gặp gỡ thần tượng. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ gặp gỡ hai bạn người chơi rất là dễ thương ngay bây giờ trên sân khấu. Đó chính là bạn Mỹ Phụng và Hồng Uyên. Đó, dễ thương. À, chào hai bạn. Trời ơi, bắt tay nữa, trời ơi, bắt tay đúng. Trời ơi, ga lăng dễ sợ chưa. Mày từ đâu? Về đâu tới nữa? Dạ, em ở Sài Gòn. Sài Gòn tới hả? Nhà mình em ở Lâm Đồng. Lâm Đồng tới. Ủa, Lâm Đồng tới là đi xe anh đây chơi tham gia chương trình đó. Dạ không, em đang hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. À, làm ở Sài Gòn, tức là ở Lâm Đồng, gửi Lâm Đồng thôi, làm dạ. Ở Sài Gòn. À, còn em sao? Em làm ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn luôn. À, vậy hả? Dạ. À, hay bắt cái ghế qua đây ngồi. Đúng. Sao vậy? Bắt ghế qua đây ngồi. Gì đấy? Bắt ghế cái gì? Vậy được rồi, lịch sự giờ tới đó được rồi. Vậy đấy ngồi. Ủa cái gì ngồi xa nhau vậy anh? Ừ, chỗ em ở đây nè. Rồi sao kêu không gian ấm cúng gần gũi nhưng mà ngồi xa nhau mấy chục mét vậy rồi sao nói chuyện? Rồi mấy bạn có thấy mình kỹ không anh? Các bạn nào bị cận không? Dạ. Em bị cận mấy độ lận? Dạ độ mấy. Độ mấy chắc nhìn thấy được mà. Độ mấy em cận không? Em không. Ừ thì đó thì nhìn thấy nhau rõ ràng còn gì nữa. Rồi mình tự giới thiệu về mình một tí xíu và cái sở thích, cái tính cách của mình nữa để cho anh Trung hiểu hơn về tụi em nha. Rồi đầu tiên xin mời em. Em tên là Mỹ Phụng, mọi người có thể gọi em là Phụng Lục. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Dạ em rất là thích anh Trung trong mấy cái vai diễn á. Cảm ơn em. Còn bạn? Em là Hồng Uyên, em đến từ Lâm Đồng và hiện tại đang làm bếp tự do ở Sài Gòn. Ai là bếp tự do ở Sài Gòn? Ồ. Em 20 tuổi và em cũng thường xuyên coi hài của anh Trung mà thích nhất cái cách diễn tự nhiên và lầy bựa của anh. Cảm ơn em nhiều. Mới 20 tuổi thôi mà đã đi làm rồi. Em đi học, đi làm có quá mất nhiều thời gian không? Tuổi trẻ mình rất là ngắn, nếu như mà em không tranh thủ thì về già em không có được sung sướng. Ờ vậy hả? Muốn đi làm tranh thủ kiếm tiền. Dạ. Để đi học nữa đúng không? Dạ. Ồ, đặc biệt làm bếp khá giống với nghề của anh em mình một chỗ anh. Là luôn luôn thấy mới lạ. Đúng. Và sẽ chẳng có một bữa ăn nào nói chung bữa ăn nào hết á. Chính xác. Tại vì không bao giờ mình đông được 20 hạt đường, 20 hạt muối vô trong một cái nồi đúng 2 lít nước vậy hết trơn. Cho nên nó sẽ có lúc ngon và có thể lúc mà không ngon lắm. Em sai rồi. Ủa sao? Đó là những người không chuyên nghiệp. Những người tại chuyên vì nghiệp anh là người ta làm 10 cái bánh là phải ngon 10 cái như nhau chứ làm sao một cái thì nó cũng phải hơi méo méo chút xíu chứ. Tại vì em sống bằng cảm xúc đó. Người ta có cái bàn cân điện tử đàng hoàng, bao nhiêu gam đường, bao nhiêu gam bột. Có vậy không hay là cũng có lúc này lúc kia chứ hả? Dạ có. Thấy chưa anh? Có. Ủa, có dạ bên nào có cái này đúng không? Có bên này phải không? Có lúc này lúc kia. Thấy chưa? Đấy, tụi nó thôi được rồi, thôi tôi là người ngoài cuộc. Đây là fan hâm mộ của đây mà, cho nên thôi, ok cũng được đi. Còn anh thích em ở những vai diễn nào? Anh thích em ở... Ủa quên, anh là ngồi đây vậy? Là như fan hâm mộ luôn vậy đó, nhưng mà anh cũng rất là thích Trung. Các em ơi, tụi em sẽ có thời gian rất là lâu nha. Thật sự tụi em phải chuẩn bị thật là nhiều những cái câu hỏi, thời gian lâu lắm. Tụi em đặt câu hỏi, anh Trung trả lời. Trung phải hứa là trả lời. Dạ, trả lời chứ. Không từ chối. Trả lời thật nhanh, ngắn gọn xúc tích. Bộ đề ăn gà mấy bạn hỏi cái gì khó khăn lắm mà sao mà bắt em phải trả lời? Không, các bạn tự hỏi thôi. À, fan hâm mộ mà anh không gà gì hết luôn. Trời. Thiệt là anh vậy. Thời gian lâu lắm, em ráng tập trung nghe. 60 giây lượng nha. Ủa nhiều vậy hả? Lâu quá hả? Ừ, thì cho nên là tập trung vô. 60 giây hỏi đáp nhanh. Bắt đầu. Anh với lại Huỳnh Lập á, ai giả gái đẹp hơn? Anh. Tật xấu khi ngủ của anh là gì? Ngáy. Không, ngủ đẹp lắm em. Trời. Khuya anh thức trễ nhất là mấy giờ? Anh không ngủ buổi tối luôn. Anh đi chơi với bạn bè anh có nói nhiều như đi diễn hay không? Cực nhiều, nếu mà thân. Số đo ba dòng của anh là gì? 90, 60, 90. Chuẩn chuẩn. Nếu như anh không đi diễn thì anh ngủ một ngày bao nhiêu giờ đồng hồ? Cả ngày. Anh tự cho anh bao nhiêu điểm về độ đẹp trai? Anh nghĩ là chắc cũng đâu đó 9 cộng. Kỷ lục không tắm của anh lâu nhất là bao nhiêu ngày? Là 2 ngày, do anh quay liên tục 2 ngày. Người biển. Thiệt. Hết thời gian. Bây giờ mình trả lời thật thà với anh nè. Thứ nhất, không tắm 2 ngày là do đi quay. Thiệt. Đúng. Không? Thiệt, anh có tên nông. 2 ngày đó em ngủ có nửa tiếng luôn á, huống chi là em tắm. Và nửa tiếng đó là em vừa tắm, em vừa tẩy trang và em make up để quay một ngày tiếp theo đó. Còn một câu nữa thì độ đẹp của em là 9 cộng đó em. À dạ sao ạ? Thì em có tự tin về cái đôi này không hả? Nói ví dụ như mà người ta thương em á thì người ta kêu là 9 cộng trên 10. Còn ví dụ ghét ghét em nhanh thì kêu 9 cộng trên 100. Không. Thì đó thì là một điểm. 99 thôi. À trên 9. Ừ 99 cũng là một điểm. Được tới thôi, ngày hôm nay các bạn đã có thời gian với nhau rất là dễ thương. Nhưng anh thấy chưa đủ. Đúng rồi. Chơi rồi chơi. Chơi. Chơi không? Chơi. Chơi không? Chơi gì? Chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi. 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 Kéo co đi. Không.
Anh thua chắc luôn á. Ủa chứ chơi gì? Em mà chơi một mình em với kéo con hai bạn sao lại? Hai đứa mình chơi với hai bạn, hai mình một phe. Thôi chơi dễ hơn. Bóng thắng hai bạn nữ. Trò này rất dễ luôn. Bạn nào trở thành người chiến thắng nhận được một món quà cực phẩm của anh Hoàng Trung. Ủa em có mang cái gì tới ngoài? Có chứ em. Ngoài bản thân em đâu? Em là món quà vô giá rồi. Ủa em tặng em cho bạn. Không có, em tặng em rồi sao mình chơi chương trình nữa. Hả? Quý vị và các bạn thân mến, những điều mà bí ẩn Minh Sù nói, tất cả chúng ta sẽ khám phá sau ít phút nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và trò chơi ngay bây giờ sẽ mang lại một sự thuận lợi hơn cho một bạn thôi. Đó chính là bạn chiến thắng với trò chơi này. Nếu như tụi em chiến thắng, tụi em sẽ nhận được một món quà như anh đã nói, đến từ anh Quang Trung. Và anh Quang Trung sẽ làm bất chấp mọi thứ để giúp cho tụi em có được cái món quà đó. Vì sao lại như thế? Hai gian bếp của hai bạn gái bị khuyết đi một nguyên vật liệu rất quan trọng. Vậy thì các em phải chiến đấu trong cái game này để lấy được cái món vật liệu cuối cùng đó. Cố lên cho hai bạn. Chúng ta chỉ có 90 giây thôi. Quang Trung sẽ đứng ở đây, nhìn vào màn hình ở phía sau lưng hai bạn. Loại thực phẩm nào hiện ra thì em sẽ gợi ý bằng lời nói và cả hành động luôn. Dạ. Nhưng không được ý trùng từ khóa. Cố lên nha cả nhà. Nào, cố lên. Rồi, xuống lên. 2, 3, lên. 90 giây, gợi ý, bắt đầu. À, một cái loại đồ ăn ngọt để tráng miệng. Và nó có bao gồm một cái loại trái cây mà cũng để thanh mát luôn. À, cái loại đồ ăn ngọt tráng miệng là cái gì? Bánh lăng. Mình phải nấu nó lên. Chè. Ngọt thì ngọt. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà đây là cái đó, nhưng mà là cái loại trái cây. Trái bưởi gì nè, màu xanh. Chè bưởi. Chính đúng. Xác. Đây là một cái món tráng, một cái món khai vị. Khai vị của rồi. Mình thường có món gì? Đúng rồi. Rồi nhưng mà cái này là một cái đó, một cái loại trái cây. Nó hai cái từ đồng nghĩa với nhau. Đúng rồi. Cái này là một cái nhỏ xíu như vậy nè. Đó, mình bỏ nước sôi cái nó nở ra, cái uống mát. Chính xác. Đúng rồi. Mình có thể đắp nó lên mặt để mình làm đẹp, mình có thể nấu ăn được luôn. Mình có thể nghiền nó ra. Cà chua. Không phải khoai tây. Không, nó màu vàng. Mình nấu ăn mình kho cá mình bỏ vô cho nó có màu á. Thơm. Không, cái màu vàng. Mình phải nghiền. Một nghệ. Đúng rồi. À, cái này là một cái loại loại thực vật. Gì nè. Nấm. Đúng rồi, nhưng mà là cái này á là một cái loại hiếm, một năm chỉ có một lần trong mùa mưa thôi, và nó mọc trên những cái ụ. Nấm rơm. Những cái con nó làm tổ trong mùa mưa. Nấm mối. Đúng rồi. Xuất sắc. Tiếp tục. Ghê quá, con này lắm. Con này người ta bỏ vô nước mắm nó đùa. Con đúng giường. Nó giống như con đó. Con nhộng. Đúng rồi. Nhộng. Mà có còn một cái từ đằng sau nữa. Con gì nhã tơ. Tâm. Con đó với con đó ghép lại. Nhộng tâm. Đúng rồi. Cái trái cây này nó ăn vô nó nóng. Nó màu đỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Một cái chùm rất là nhiều. Chôm chôm. Không, giống vậy luôn á. Trái giải. Cái từ đằng sau nữa. Giải hiều. Đúng rồi. Con này ở ngoài biển. Con gì dưới nước? Nhiều lắm anh. Diễn tả hình thể. Con bơi bình thường, thường gặp nhất nó có cái vây. Con sướng. Không, nó có cái vây bình thường, có con bình thường đơn. Đúng rồi. Nhưng mà con này là cái thịt nó màu đỏ. Ăn sashimi á, nó màu đỏ. Cá ngừ. Đúng rồi. Hết thời gian luôn. Hết luôn rồi hả? Quá là tuyệt vời khi các bạn đã thay phiên nhau trả lời. Và điểm số hiện nay là 5-3 nghiêng về bạn Hồng Uyên. Chúc mừng. Vậy là Hồng Uyên đã chiến thắng ngày hôm nay với trò chơi này thôi. Nhưng kết quả chung cuộc chúng ta vẫn chưa biết được, đúng không ạ? Ngay bây giờ sẽ là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Tôi biết anh từ qua những vai diễn chung với lại Huỳnh Lập. Những vai diễn của anh rất là tự nhiên, và đặc biệt là rất thích cái cách lầy và bựa của anh. Tôi có xem qua nhiều MV của anh, như là chẳng hạn như là Bùi Yêu, hay là nghe bài hát Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào của anh cover thì rất là hay, và hình hầu như là tối nào cũng phải nghe rồi mới có thể đi ngủ được. Tôi rất là thích anh Quang Trung từ rất lâu rồi, và rất nhiều vai diễn của anh làm tôi rất ấn tượng. Nói chung là anh rất là vui tính và lầy, cho nên là tôi rất là thích. Chúng ta đã cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Như Minh Sù đã nói, đây chính là cuộc chiến nhưng mà rất là nhẹ nhàng và ôn hòa, cũng như là sẽ sản xuất ra hai món ăn rất là ngon. Sản xuất ra hai món ăn. Tại sao? Đây là nhà máy sản xuất. Đó, đây là nhân viên sản xuất. Và đây là công nghiệp thực phẩm ở đây vậy đó. Đúng rồi, bự lắm. Bây giờ mình phải hỏi hai bạn nấu món gì cho em ngày hôm nay nha. Bữa nay em nấu món gì cho anh ăn vậy?
Dạ, hôm nay em nấu món cháo hải sản. Wow, trời ơi, đây là những cái món mà trong lúc bệnh em rất thích ăn luôn. Những lúc em mệt, em sổ mũi em nè. Nhưng mà không bao giờ ăn được hết á anh. Vậy là hôm nay em không bệnh, em không ăn được. Đâu, em mệt lắm. Anh ăn cho. Anh đang hơi chân quá. Anh nghĩ là ăn cháo và sẽ khỏe. Rồi, em đang thiếu nguyên vật liệu nào? Dạ, em đang thiếu cháo. Không, một chén cơm kìa. Em đang thiếu thịt bằm. Rồi, dạ. Anh Trung sẽ giải quyết việc này cho em. Rồi, thịt minh xù bằm nha. Đấy, không phải thịt heo nha. Còn em. Em đang nấu, ủa em đang chuẩn bị món gì? Hôm nay em muốn mời anh Trung ăn thử một món đó là tôm chiên hoàng kim. Dạ. Hôm nay món này lạ nè. Dạ lạ, có khoai lang nữa nè. Nguyên vật liệu em thiếu là gì? Em thiếu một trái táo để nấu sốt. À, ủa nếu như vậy thì là em là người thắng cuộc hồi nãy đúng không? Đúng. Thì em được cái quyền lợi gì? Đúng, em được quyền lợi là yêu cầu anh lấy về đây cho em trái táo. Ủa vậy thôi, vậy thì em cũng giúp bạn kia lấy về một cái nguyên liệu thiếu mà. Bạn kia là bạn năn nỉ em làm hay không là chuyện của em, còn bên đây là nhiệm vụ và trách nhiệm. À vậy hả? Đứng im cái giấy cho anh nè, đứng im nguyên giấy cho anh nè. Đúng rồi, nhìn vào bên cánh phải thấy gì không? Thấy anh. Chữ gì? Máy quay. Không, cái chữ bên cánh phải đây nè. Exit. Không, cái gì? À, tiệm tạp hóa. Chính xác, cái tiệm đó có một ông chủ bự chập lửa không kém. Giới thiệu với em luôn. Đâu? Đó, ông bà mưa nắng. Nghe cái tên em hình dung điều gì? Là ông này trái đến trái nết, đúng không? Anh không có nói gì hết trơn. Anh không có nói gì hết trơn luôn á. Sao? Thì ổng là ông ba mưa nắng thôi. Mà em cảm nhận ông như thế nào là chuyện của em. Bây giờ em qua đi. À, nhà ổng nhiều món lắm, nhưng mà ổng không có bán nha. Ông bắt cái gì làm đó vậy được rồi. Dạ. Yeah. Thương lộ bình yên. Qua đây có chuyện gì không? Dạ con qua đây con muốn mua đồ. Nè, nói cái từ mua một cái là đi ra khỏi nhà tôi nghe chưa. Ở đây là tôi không có buôn bán, thích là tặng. Dạ. Cho tôi hỏi cậu thích món nào? Gì vậy chú? Dạ. Chứ còn gạt xe hơi hả chú? Không, hãy ông hút nghe chưa. Dạ. Sao thích món nào? Dạ con đang cần một trái táo với lại một miếng thịt heo bằm. Ồ, táo, có táo đây. Dạ. Sao đem gì cho nàng Bạch Tuyết không? Dạ đúng rồi, mà con không có tẩm thuốc vô này nha. Muốn lấy trái táo này phải vượt qua thử thách của ba mưa nắng. Trời ơi, thấy chưa, biết ngay là ông ba mưa nắng là ông trái tính trái nết mà. Mời bạn đến với thử thách của ba mưa nắng. Dạ. Bạn có biết cái này là gì không? À, ly uống nước. Nó có ba loại nước. Dạ. Nước mặn. Dạ. Nước đắng. Dạ. Và nước ngọt. Dạ. À, bạn hãy chọn đi, uống mà nửa ly là bạn sẽ được mang trái táo về cho người bạn của mình. Dạ. Uống hai ly sẽ mang về hai món. Đây, tặng. Dạ. Em. Ôi chết rồi, con hút này hả chú? Rồi, chỉ đi. Dạ, con chọn ly này. Ly nào? Dạ, ly này. Ly này đúng không? Dạ. Rồi. Trời ơi, nó có bọt đó. Hút. Gì vậy trời, con quậy lên cái nha. Hút đi, nửa ly nha. Nước gì? Trời ơi, nó như nước biển vậy đó chú. Nó mặn lè luôn á. Nó mặn còn hơn con đi biển mà con bị ọc nữa nè. Phải không? Dạ phải. Uống lại cái nữa coi. Trời ơi, nó bọt cỡ này là chắc muối dữ lắm nè. Uống đi. Nửa ly. Wow, chúc mừng bạn Quang Trung. Bạn đã vượt qua thử thách này. Và bây giờ trái táo này đã thuộc về bạn. Sao? Bây giờ có muốn mang thêm một loại nữa về cho bạn mình không? Ừ. Nuốt đi nói chuyện. Hả? Hả? Dạ muốn. Muốn không? Vậy là cái ly này coi như bỏ đúng không? Dạ. Bây giờ trong hai ly này bạn chọn ly nào? Một cái ly khá là trong lành và một cái ly khá là vàng vọt. Thôi con thấy là cái màu trong có vẻ là nó sẽ chữa lại được cái. Mời chút. Bạn hút. Sao? Dạ nó ngọt liệm mà chú. Nửa ly. Chúc mừng bạn. Như vậy là hai thử thách bạn. Chà cái bộ còn thèm quá ha. Dạ không, không có đâu, con uống hết sợ uổng thôi chứ không thèm. Trời ơi, còn giác nữa ha. Dạ không không, đủ rồi chú. Dạ. À. Dạ. Chúc mừng em đã vượt qua thêm một thử thách nữa. Dạ. Bạn hãy mang hai món này về giúp cho hai người bạn của bạn. Dạ con cảm ơn chú bé mưa lớn. Chú ba mưa nắng. Chú ba mưa nắng. Dạ. Dạ con chào chú. Chúc mừng em. Dạ. À, và chúc mừng hai bạn nữa, bởi vì hai bạn đã có đủ nguyên vật liệu cho món ăn của mình luôn. Rồi. Bây giờ nha, hai bạn sẽ phải tập trung thật là kỹ để chúng ta có thể nấu cái món ăn này thật là ngon cho anh Quang Trung ngày hôm nay. Thời gian nấu ăn bắt đầu. Bốn, ba, hai, một. Hết giờ, chúng ta các bạn đưa thành phẩm của mình lên trên. Đây. Ôi ơi, rất là ga lăng luôn.
Và bên này thì rất là tự tin với món của mình. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn về vị trí của mình ở bên kia. Em chọn món nào trước để thử? Món này thì dòng rất Việt Nam, món này dòng rất là Tây anh ha. Cái trang trí luôn á. Em thử trước món này được không? Được, tại vì em sợ nó nguội nữa. Chính xác. Với lại thứ nhất nữa là nó có nước mắm mặn, em giờ nước mắm em thèm lắm. Một miếng mực nè, một miếng tôm nè, một miếng gừng, một miếng cá. Có cái giọng anh nghe đẫm mùi nước vậy anh. Nó có hơi có bị ngẹn ngẹn á. Không, anh chỉ nhìn thấy em ăn hạnh phúc là anh vui rồi. Dạ. Đó, em múc cái đó đi, còn này của anh. Ủa, phải đâu, cái này của anh nè. Nói giỡn thế thôi. Đây nè, mình thử miếng nước mắm vô nó nha. 1, 2, 3. Tí xíu nhẹ nữa nè. Thích ăn mặn nè. Một con tôm nè. Rất là thanh. Dạ. Vừa ăn. Cái món này anh nghĩ không ăn nước mắm á thì nó đã rất là đủ vừa rồi. Dạ đúng. Và rồi. Có rau từng ô cho nó rất là thơm. Mà cái cá này em nấu á, anh cảm thấy là em ăn vô anh là cái cá nó còn nguyên, không có bị bể ra, không có bị vỡ, không có bị nát. Cá lóc. Tôm cũng vậy, tôm cũng còn rất giòn luôn. Và mực cũng rất giòn, rau từng ô rất là tươi. Nói chung là ngon lắm. Anh cảm thấy là tuyệt vời. Món này là những cái món ăn có thể là ăn chơi được. Dạ. Trong những cái món khai vị cũng sẽ được trưng bày như thế. Dạ. Ngày hôm nay rất là đẹp. Dễ thương nghe chưa, anh nhìn như một cái dù của mình. Hả? Đây đây, bây giờ anh cầm cho em ăn đi. Anh chơi. Dạ, anh che cho em đi nha. À, cái này là sốt chua ngọt mà em làm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh có dùng cái hoa tôm quầy sốt để ăn. Hà Lan hả? Cái đó là hoa basil. Ồ, hoa basil hả? Vậy để anh ăn kèm cái hoa này với con tôm này với lại sốt này luôn ha. Không, với lại mưa quá nè. Rồi. Cái vàng này là cái gì em? Khoai lang chiên ạ. Khoai lang chiên. Wow. Sau khi thưởng thức xong cả hai món, em sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Món ăn của bạn nào đúng với khẩu vị ngôi sao của em? Cả hai món ăn này rất là ngon. Và thật sự anh rất là cảm ơn hai em khi mà tới với chương trình và nấu cho anh ăn cái món ngon như thế này. Anh nữa, nấu cho anh ăn nữa ngon quá nè. Anh là anh ăn ké của em chút xíu thôi, chứ còn hai bạn là nấu cho em ăn. Thôi không sao, đừng buồn, đừng buồn. Không sao, ăn chung là vui rồi. Thiệt tình mà nói luôn, thì hai món ăn này đối với anh hôm nay là 10 điểm hết. Và nếu mà có một cái dấu cộng ở đây dành cho bạn nào á, thì đó chỉ là một cái phút giây bồng bột về cảm xúc của anh thôi. Thật sự là như vậy. Trong tình yêu chúng ta nên bồng bột tí. Và người chiến thắng trong chương trình Khẩu vị ngôi sao tuần này đó chính là bạn Phụng. Bạn Phụng, chúc mừng. Chúc mừng anh. Cảm ơn em nhiều, anh cảm ơn. Rồi, xin mời Uyên qua đây cảm luôn. Cảm ơn bạn Uyên nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm. Ủa, anh đâu rồi? Anh đây nè. Rồi, 5 triệu đồng. Anh cảm ơn Phụng, anh cảm ơn Uyên rất nhiều. Cảm ơn hai bạn đã tới với chương trình. Cảm ơn em, bắt tay em một cái. Mời em vào giữa hai bạn. Đó, đó chính là tình cảm của các bạn người chơi khi tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với ngôi sao của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại hành trình tìm ra món ăn mà ngôi sao Quang Trung cảm thấy hợp khẩu vị của mình nhất. Và hy vọng rằng tất cả quý vị cũng đã có được những giây phút vô cùng thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đồng hành cùng với Khẩu vị ngôi sao trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại. Minh Xu và Quang Trung cũng như hai bạn người chơi xin chào.